tìm các số nguyên x để trừ 2240 chia cho 6x cộng 3 chia cho 1/2. Thì thứ nhất, các bạn phải đổi cái số này ra giúp đỡ số phân số, được chưa? Thì các bạn nhớ nè, 1/2 sẽ được giải quyết như sau: lấy phần nguyên nè, nhân mẫu nè, cộng tử nè, sẽ bằng bao nhiêu ạ? Sẽ ra là bao nhiêu ạ? Các bạn kiểm tra đi ạ. Ra là 5/3. Được chưa ạ? Vậy ta có trừ 2240 phần 6x cộng 3 chia. Đây được mình viết là 5/3. Vậy bằng tiếp tục trừ 2240 phần 6x cộng 3 chia thì thành nhân nghịch đảo 3/5. Sau đó các bạn nhìn tinh ý nè, trừ 2240 phần, đây 6 này chính là 3 × 2, vậy là mang ra 3, còn lại là 2x cộng 1. Được chưa ạ? Các bạn nào chưa biết chỗ này thì các bạn viết nháp nè, là làm nháp chỗ này nha. 6x cộng 3 sẽ bằng nè, 6 có phải là 3 nhân cho 2 nhân cho x cộng 3 mà, chung số mấy à? 3 này chính là 3 × 1 đó, vậy là mang 3 ra, còn lại là gì ạ? 2x cộng 1 đó các bạn. Được chưa? Rồi, bắt đầu các bạn rút gọn nè, rút gọn nè, và lấy thằng này chia thằng này, chia hết cho 5, đây được 1 nè, 1, đây được là trừ 448 hay sao đó, các bạn bấm giúp lợi đi ạ. 2240 chia cho 5 bằng 4. 448 đúng rồi, bằng trừ 448 phần 2x cộng 1. Sau đó các bạn phân tích giúp lợi. Thì do thằng này thuộc vào số nguyên đúng không ạ? Thuộc vào số nguyên đúng không? Thì cho thấy phép chia này là phép chia gì ạ? Phép chia hết. Trừ 448 phần 2x cộng 1 là phép chia. Phép chia hết. Được chưa? Muốn phép chia hết thì suy ra 2x cộng 1 nè. Xin lỗi. Đó là phải là 4. Trừ 448 phải chia hết cho 2x cộng 1. Được chưa? Và x của mình nằm bên tay phải nè. Nằm bên tay phải của dấu chia hết nè. Vậy suy ra 2x cộng 1 sẽ thuộc vào ước của lấy số 448 thôi nha các bạn. Được chưa? Mà mình biết rằng 2x cộng 1 là số gì à? Là số gì à? Số lẻ nha các bạn. 2x là số chẵn nè, cộng thêm 1 là số lẻ. Thì ta chỉ cần phân tích 448 này ra bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố thì nó sẽ ra là 2√6 nhân 7. Vậy muốn là số lẻ thì nó chỉ là có thể là số mấy ha? Số 7 nè. Số 2 là số chẵn rồi, đúng không ạ? Nếu mà 2 nhân 7 nữa cũng là số chẵn rồi. Vậy mình suy ra 2x cộng 1 phải thuộc vào ước của thuộc vào những số sau đây đi, và những số sau đây đó là gì ạ? Đó là nhớ ước là mình có số 1 nghe các bạn. 1 nè, 7 nè, hoặc là -1 nè, -7, bởi vì nó là số nguyên, được chưa? Sau đó mình kẻ bảng ra đây, 2x cộng 1 bằng 1 nè, 7. Các bạn có thể sắp xếp từ số bé đến số lớn cũng được nha. Còn không các bạn cứ viết bình thường. Rồi x nè. Rồi cho 2x cộng 1 bằng 1. Vậy từ đây mình tương đương x bằng bao nhiêu ạ? X bằng 0. Đúng chưa? Tiếp tục cho 7. Cho 7 thì 2x cộng 1 bằng 7 thì suy ra tương đương x bằng mấy ạ? X bằng 3. Đó, tiếp tục như vậy các bạn sẽ tìm ra được x nha các bạn.